Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì không phải số hôm nay lên video hơi muộn một chút. Giới thiệu với anh em một đôi máy lọc không khí bù ẩm thương hiệu Saab. Em này model KC, model là B750 dòng KC. Công suất 77W các bạn nhé. Dành cho phòng tầm 40 đến 45 m vuông đổ lại rất là ok. Anh em sử dụng phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc đều được. Thì mùng 1 em ra lọc lại cho toàn thể anh em gần xa đã tin tưởng bên em với giá 2.600.000, tất cả được giá lọc 100.000 các bạn nhé. Bình thường các dòng này bên mình đang bán là 2.700.000 thì đồng một bên mình sẽ giảm xuống 100 cho anh em. Với 2.600.000 thì các bạn được bao ship tận nhà, các bạn nhận hàng kiểm tra đã được đổi nguồn 220V, thay màng HEPA mới, vải bù ẩm mới, hệ thống cảm biến thay hết anh em nhé, mọi chức năng hoàn hảo và bên em bảo hành 6 tháng luôn cho anh em. Đầu tiên thì nốt qua phụ kiện cho các bạn tham khảo chút. Đây, hai cái vải bù ẩm của hai máy thì bên mình đã thay thế hoàn toàn mới các bạn nhé. Cả nước anh em sử dụng tầm 3 lít nước, anh em dùng một ngày thoải mái luôn. Hai em này thì anh em nhìn từ xa thì form đều giống nhau, đều là cái form dòng cửa ngáp tự động. Chỉ hai dòng này thì em bên phải này một chút thì nó là dòng 700i. Đấy. Còn đây là B70. Thực ra nó không khác gì nhau, nó chỉ khác nhau một điểm duy nhất các bạn nhé, là cái thằng 700i này thì nó có thêm cái chức năng là set độ ẩm này. Đấy, từ 40 đến 70. Trong khoảng cái dòng này thì mặc định nó là cứ tầm 65 nó bù. Anh em nào mà đã theo dõi kênh của bên em thì đều biết cái dòng sáp này thì bên em thường xuyên lên video, và cái dòng có set độ ẩm này nó thường thường là ví dụ như là A50 thì là không có set độ ẩm, thì 500i thì có set độ ẩm, tương tự vậy như là Z65 thì có 650i, A70 thì có 700i, vân vân. Anh em có tạm thời có thể hiểu là những cái dòng sáp hay quy định như vậy. Về tổng quan thì hoàn toàn giống nhau anh em nhé, không gì khác biệt. Cái em này đều đời 2013, rất là đẹp. Đây là em 700i này. Hàng bãi thì hình thức thế này thì em cũng gọi là xuất sắc các bạn nhé, trắng trẻo sạch sẽ và là sơn zin nguyên bản luôn. Đấy, con này thì một nơi có vết chảy xước nhỏ đây này. Đấy. Em này thì không có vết chảy xước nào. Đấy. Thì này không có chức năng set độ ẩm, thế mình bán hai con bằng giá nhau cho các bạn tiện theo dõi. Thì khi các bạn tắt chế độ đi thì tự động nó sẽ đóng cái cửa ngáp này. Đấy, để nó chắn cái bụi bay vào. Đấy, cái dòng cửa ngáp này nó có hai dòng, mã B50 thì B50 là cái dòng cửa ngáp thấp hơn. Đây, ví dụ các bạn đây dòng B50, anh em nhìn từ xa giống hệt nhau nhé, nó chỉ khác là nó công suất nhỏ hơn 54W thì anh em nó phòng tầm 30-35 m². Còn dòng là dòng 77W thì phòng nó rộng hơn một chút, phổi to hơn một chút. Và dòng này được trang bị ba cái cảm biến, một cảm biến bụi này, một cảm biến độ ẩm này và một cảm biến mùi nữa. Thì cái cảm biến mùi con này thì nó tích hợp hiển thị luôn ở cái chỗ ở cái này, tức là có hai cảm biến và cùng một cái màn hình hiển thị này các bạn nhé. Tức là mùi nó báo đây và bụi nó báo đây. Một số cái model khác thì nó thêm một cái biểu tượng như vằn vằn đây này, đấy là báo mùi. Cái này có ba cảm biến bên trong các bạn nhé. Hình thức thì đẹp tầm 85 và 90%. Với chức năng là lọc không khí thì không khí sẽ được đi qua ba cái màng phía sau. Thì cả ba màng bên mình đã thay thế hoàn toàn mới các bạn nhé, anh em yên tâm sử dụng. Đây cái màng lọc thô của máy này, nó nguyên bản này. Đây cái màng HEPA này. Đấy, màng than zin còn đẹp các bạn nhé. Đấy, than tổ ong dòng cao cấp. Chất lượng của cái không khí đi qua là phụ thuộc vào ba cái màng lọc này. Không khí đi qua đây và thổi trên đây và phía trước này. Đấy. Cái thứ hai là cái công nghệ bù ẩm. Thì bù ẩm chính là cái nguồn nước này các bạn nhé. Khi bạn đổ nước vào, nước sẽ thấm vào cái nguồn nước này và nó quay. Khi mà độ ẩm tầm 65% đổ xuống nó sẽ quay và có gió hút theo nước lên. Thì anh em lưu ý cái bù ẩm này nó thường xuyên bị tiếp xúc với nước. Thì về lâu về dài nó sẽ có hiện tượng bị đóng cặn và có mùi khó chịu. Thì anh em thường xuyên vệ sinh cho mình cứ một tuần. Các bạn mang xả nước cho mình thì đảm bảo dùng vừa bền và không khí nó không bị có mùi các bạn nhé. Cả hai em thì bên mình đã thay thế hết HEPA, tan zin đẹp này, màng còn chưa bị thủng phát nào các bạn nhé, màng lọc thô này, các lẫy mình đều gắn lại hết rồi nhé, em yên tâm sử dụng thôi.
màng lọc thì các bạn cứ thường xuyên kiểm tra, trung bình tầm một tháng hoặc một tuần các bạn kiểm tra cũng được. Cảm giác nó bụi các bạn có thể vệ sinh thổi bụi, và các bạn không được rửa nước các bạn nhé, các bạn chỉ được hút khô thôi. Hệ thống cảm biến thì bên mình cũng đã thay thế và test hoàn hảo rồi. Thì các bạn đi mua các dòng máy lọc không khí thì các bạn ngoài vấn đề hình thức ra thì các bạn luôn kiểm tra cho mình các cái hệ thống màng lọc của máy và hệ thống cảm biến của máy. Đây là hai yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định đến chất lượng và giá thành của sản phẩm. Và nếu mình sử dụng các cái sản phẩm như là màng cũ hay là, thì giá thành có thể giảm 300-400 nghìn so với sản phẩm mới các bạn nhé. Đấy. Thì hệ thống cảm biến các bạn test cỡ rất đơn giản thôi. Đầu tiên là cái cảm biến màu xanh này nhé, là cái cảm biến chất lượng không khí. Màu xanh thì là sạch, màu vàng là bẩn và màu đỏ là rất bẩn. Thì các bạn đơn giản thôi, các bạn có thể phẩy một cái khăn bẩn, đây ví dụ một khăn bẩn này hoặc hút thuốc lá. Đấy, mình phẩy luôn cả hai khuôn cho các bạn xem này. Đấy, mình phải nhẹ trong vòng tầm 5 giây sau thì tự động máy nó báo và nó đang hoạt động mạnh lên. Bạn nghe tiếng máy nó rú chưa? Đấy, nó rú ầm lên. Có thể lọc sạch không khí. Khi nào không khí sạch thì nó trở về trạng thái màu xanh thì máy tự động nó chạy chậm lại, rất là tiện lợi cho anh em yên tâm các bạn nhất là tiết kiệm điện, không ảnh hưởng vào giấc ngủ các bạn khi các bạn sử dụng ban đêm trong phòng ngủ. Cái thứ hai là cái hệ thống cảm biến ẩm này. Thì các bạn cứ xem mấy cảm biến này so với cái cảm biến hiện tại ở chỗ bạn ấy, nó ở chênh nhau từ 5-10% là ok. Thì nó có hai trường hợp xảy ra, một là độ ẩm cao quá, lúc nào nó cũng báo tầm 90, 95, 98, 99. Thế mà thực tế độ ẩm của các bạn đang chỉ tầm có 50-60 thôi. Thì suy ra máy sẽ không bao giờ bù ẩm mặc dù không khí các bạn rất hanh khô. Đấy. Ngược lại nếu mà độ ẩm lúc nào chỉ tầm báo 30-40 mà mặc dù trời ngoài rất mưa lồm ướt thế nhà mà chỉ báo 30-40 thôi thì suy ra cái máy này nó vẫn cứ bù ẩm, lồm thì càng lồm thêm. Đấy, các bạn kiểm tra đơn giản vậy thôi. Đấy. Hoặc các bạn có thể lấy cái máy sấy, bạn sấy vào phía sau, bạn thấy cái nhiệt độ nó không thay đổi, nó cứ đứng một vị trí thì suy ra có cảm biến lỗi các bạn nhé. Các bạn thay thế dần đi. Đấy, các bạn thấy chưa, không khí dần dần nó trở nên không khí sạch thì bắt đầu chuyển thành màu vàng này và dần tí nó chuyển thành màu xanh, cả hai con chạy đồng thời giống nhau vì công suất giống nhau mà màng lọc phổi van giống nhau thì nó thay đổi đồng bộ giống nhau luôn. Đấy. Và tất cả các sản phẩm thì bên mình đều đã test hoàn hảo rồi, các bác cứ về yên tâm sử dụng thôi. Và tất cả các sản phẩm thì bên em đều hoàn 6 tháng luôn cho em. Ok, đây vấn đề thứ ba là cái công nghệ diệt khuẩn lấm mốc mùi. Thì sáp thì có công nghệ là cái Ion Blast Cutter. Lôm na mình có thể nói dễ hiểu cho các bạn là trong máy nó có bộ phát đấy, nó sẽ phát các cái ion âm và ion dương vào trong không khí. Thì các cái ion âm và ion dương này khi mà gặp các cái tế bào vi khuẩn lấm mốc có mùi thì nó sẽ hút, gọi là nó làm nó tiêu diệt, nó hút đi những cái nhân tế bào của các cái lấm mùi, các vi khuẩn đấy và tiêu diệt chúng. Nên là cái công nghệ này thì anh em muốn hiểu sâu hiểu xa hơn thì có thể lên Google, anh em search hoặc YouTube rất là nhiều các cái video nói về công nghệ này. Và cái công nghệ này thì đã được cấp bằng sáng chế rồi và nó thực sự có hiệu quả anh em nhé. Thì ở video sau mình sẽ làm một video thực tế cái hiệu quả của cái ion này các bạn nhé. Ion thì nó có hai dòng kiểu, một kiểu ion là nồng độ 7000 và ion nồng độ 25000. Thì dòng này là dòng KC là dòng phổ thông thì ion 7000 các bạn nhé, tức là nó phát ra 7000 ion trên 1 cm³. Sau khi một thời gian lọc thì không khí sạch và nó chuyển màu, ok các bạn nhé. Đấy, tất cả chức năng bên mình đã hoàn hảo rồi. Ok, ngày mùng 1 thì bên mình giao lọc đầu tháng cho anh em với giá 2.600.000 bao ship. Máy đã đổi nguồn 220V, thay màng HEPA mới, than zin đẹp, than carbon các bạn nhé, vải bùa mới này, mọi chức năng hoàn hảo và bảo hành 6 tháng. Ok, anh em cần sản phẩm em nào? Đây có hai model 700i. Đấy, thì nó hơi bị xuất sắc vận chuyển chút. Model thứ hai là B70. Thì nó đẹp và đẹp hơn. Cả hai em này thì đều 2013 các bạn nhé. Tương đối là cao.
Ok, số điện thoại của mình là 0979 665 264 hoặc 0934 230 664. Thì ngoài ra còn mình còn nhiều các phân khúc và giá bình dân hơn, nó trung bình từ triệu 9 đến 2 triệu rưỡi. Đây, các phân khúc thấp hơn một chút này, tức là dòng B50, tức là giống B70 khác công suất nhỏ hơn này, hoặc là dòng A70 hay là 650 thì giá trung bình thì từ tầm triệu 9 đến 2 triệu rưỡi. Ngoài ra thì có một số dòng Daikin mình cũng mang lên list và mai sẽ lên list mới, đồng hồ tròn, đồng hồ vuông, màu trắng và màu nâu các bạn nhé. Thì cũng nhân tiện báo thì đang có hai con sáp VIP KI DX50 và DX70 là các dòng ion 25.000, thì mai mình sẽ dọn dẹp lên video. Dòng này thì rất ít về, để dọc phím có ứng các bạn nhé. Để tiện thì em giới thiệu trước cho các bác, anh em có nhu cầu thì báo em để mình dọn. Đây các bạn nhé, KI DX50 đây, và KI BX70 các bạn nhé. Thì em này 90W, em này 60W, đều là dòng ion 25.000 đây, và phím bấm ở trên là phím cảm ứng. Ok, xin chào anh em ở những video sau.